À, cho nên vì vậy mà khi mà chúng ta thực hiện được cái tam thiền thì chúng ta đẩy lui được những cái bệnh tật ở trong thân chúng ta, cho nên làm chủ được bệnh sinh già và bệnh thì chúng ta làm chủ được cái bệnh, do cái xuất tam thiền sẽ làm chủ được cái đó. Bây giờ chúng ta nhập cái tứ thiền thì hơi thở tịch chỉ thì chúng ta làm chủ được cái sự chết của chúng ta, cho nên khi mà hơi thở ngưng mà chúng ta phục hồi lại cái hơi thở, nó thở nó lại được, đó là chúng ta đã làm chủ được sự sống chết. Muốn chết thì chúng ta tịch chỉ hơi thở, thở ngưng, tức là coi như là cái thân chúng ta chết. Và bây giờ chúng ta muốn sống lại thì chúng ta điều khiển bằng cái pháp lực của chúng ta thì cái hơi thở bắt đầu thở trở lại và thở lại bình thường, rồi chúng ta sống như mọi người, nó phục hồi lại sự sống của chúng ta, nó hoạt động lại, cơ thể chúng ta hoạt động lại như người bình thường, không có gì khó khăn hết. Đó là bốn cái loại thiền của Phật để giúp đỡ cho chúng ta như vậy. Mà làm được những chuyện này không phải là thành lực đâu, nếu không có đủ một cái đạo lực thành lực như vậy thì làm sao làm chủ được nó. Cũng như bây giờ quý vị muốn chết, quý vị nín thở được không? Không bao giờ được, rất khó, không thể nào chúng ta nín thở. Có bao giờ chúng ta nghe một người nào tự tử mà người đó ngồi lại nín thở người chết không? Không có đâu, họ phải tự tử nhảy xuống sông nhờ nước mà họ thở không được, họ mới nghe mà họ chịu chết, hoặc là họ dùng cái thòng lọc họ đưa cổ họ vào họ chiếc để cho họ thở không được họ mới chết. Chứ còn không ai mà ngồi tự nhiên về mà nín thở mà chết được. Nhưng một cái người tu thiền của đạo Phật thì người ta phải ngồi tự nhiên, người ta thiền lên được cái hơi thở nó tịnh chỉ, ngưng trong không thở, cho nên người ta bỏ không thân người ta một cách dễ dàng, không để cho nó đau khổ. Ví dụ như bây giờ cơ thể của thầy già yếu rồi, thầy thấy nó không còn sử dụng được nữa, cho nên thầy cần phải bỏ. Vậy mà thầy cần ngồi lại, thầy ra lệnh, thầy bảo hơi thở tịnh chỉ, hãy bỏ thân này đi, cần cổi rồi không có xài được nữa, như một chiếc xe cũ không đi được nữa, thôi bỏ đi. Thì thầy chỉ ra lệnh, rồi thầy ngồi im lặng một chút xíu thì có hơi thở tịnh chỉ, thì lúc bây giờ thầy bỏ luôn cái thân và ở người những người thân của thầy để đem thiêu đốt, hoặc là đem tánh liệm trong cái quan tài, rồi đem đào cái lỗ để chôn nó, thì đó là thầy đã hoại diệt bỏ cái thân của mình. Bốn cái quận kia coi như là cái quận thức họ giữ, cũng như một người mà thân định trên tâm, tâm định trên thân, thì cái gì họ còn điều khiển được pháp ấy thì chính là cái thức quận của họ. Cho nên Đức Phật gọi là hướng tâm đến tâm ấy. Khi mà thân định và tâm định rồi thì hoàn toàn là nó không còn hoạt động nữa. Thì cái cuối cùng mà còn thì nó còn cái hành, hành quận và cái thức quận. Cho nên vì vậy nó mới nhờ cái lực, tức là cái thân lực của thiền định đó mà điều khiển để đưa cái tâm chúng ta trở về túc mạng minh, hay là thiên nhãn minh, hay là quận minh. Nó giúp cho cái tâm chúng ta hướng về đó để mà thấu rõ nhiều đời nhiều kiếp, để mà cái không gian không trải dài, họ muốn thấy, muốn xem một chúng sanh nào đó ở đâu, họ đều thấy biết, và tâm niệm của chúng sanh như thế nào, họ đều rõ ràng. Do cái chỗ mà hướng dẫn tâm như vậy, cho nên cái thức họ phải giữ. Vì vậy mà họ muốn phục hồi lại sự sống thì đương nhiên là cái thân sống lại. Còn nếu họ thấy như họ hết thì họ diệt luôn cái thức của họ, luôn luôn ở trong cái trạng thái hoàn toàn là yên lặng của họ. Mà cái trạng thái đó nói có hoặc nói không không được, vì nói có là chấp thường, mà nói không thì nó không đúng là chấp đoạn. Cho nên đối với đạo Phật mà còn chấp thường chấp đoạn thì không được. Cho nên đạo Phật gọi là đạo vô ngã. Nếu mà nói thường nó còn cái gì còn, mà nói là niết bàn còn, thì chúng ta đã chấp thường, mà như vậy là không phù hợp với đạo Phật. Vì đạo Phật vô ngã đâu thể nói được. Nhưng cái mục đích của đạo Phật là chúng ta nhập được các thiền định đó, giúp cho chúng ta giải thoát được cái đời con người rồi, thì cái còn cái mất đó chúng ta không cần thiết nữa. Mục đích chúng ta đã đạt được rồi, chúng ta không quan trọng gì cái còn mất. Nhưng ở đây chúng ta phải nói thiền định của Phật mà người ta gọi là thiền tiểu thừa, thiền phàm phu, mà đến cái lực chúng ta không ngờ được, đến cái sức thật lực mà không ngờ được. Ở đây thầy không nói cái chuyện mà ngồi thiền nhập bãi tám ngày, một năm, hai năm. Đối với cái chuyện đó thì nó không thành vấn đề. Mà cái chuyện mà chúng ta đã làm chủ được cái bệnh, làm chủ được cái tuổi già, làm chủ được cái đời sống của chúng ta, làm chủ được cái chết của chúng ta, thì cái vấn đề này là cái vấn đề rất là quan trọng cho cái đời người. Nhưng khi mà chúng ta đã làm chủ được bốn cái nỗi khổ này rồi thì ai có hỏi chúng ta
còn có cái gì không, còn có phần tánh không, chúng ta từ chối được. Nếu tôi nói còn có phần tánh, tức là tôi bị chấp thường. Thật ra nó sai, nó không đúng cái nghĩa của đạo Phật. Vì đạo Phật là đạo vô ngã, tại sao lại còn có cái ngã? Nó không đúng. Mà nếu mà chấp đoạn thì chúng tôi lại mất hết. Như vậy chúng tôi tu để làm gì đây? Giải thoát thôi sao? Cho nên nó không đúng. Vì vậy mà chỗ này là để cho quý vị có được cái trí, cái trí vô hạn, thì quý vị khỏi cần hỏi, mà quý vị sẽ biết nó rất rõ. Còn quý vị hỏi với cái trí hữu hạn của quý vị mà hỏi để hiểu nó, thì đạo Phật sẽ trở thành đoạn và hoặc thường mà thôi. Nếu thường thì cũng không đúng nghĩa, mà đoạn thì cũng không đúng nghĩa. Cho nên ở đây chúng ta chỉ biết được bốn cái loại thiền này mới có thể giúp ra có đủ thần lực để làm chủ được những cái điều mà cái đời người chúng ta mang. Trong cái con người chúng ta, mỗi người đều mang bốn cái khổ. Và bây giờ con đường thiền này đã giúp chúng ta. Cho nên chúng ta nghe nói giới luật, nghe nói 37 phẩm trợ đạo, từ là bát chánh đạo, tám cái nẻo tu tập, cho đến cái tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ nghĩ túc, tất cả mọi cái đều là nhằm để chúng ta thực hiện bốn cái gì này, chứ không phải là gì hết. Ngay cả dưới luật của Phật, để mà chúng ta thực hiện sống đời sống phàm hạnh cũng nhắm vào bốn cái loại gì này, chứ không phải gì là có chỗ này mà chúng ta thực hiện. Cho nên cuối cùng thì chúng ta vẫn thấy mình sống dưới luật nè, mình tu các cái loại thiền định gì, tất cả mọi cái nó cũng dồn về đến khi mà chúng ta nhập được cái sơ thiền. Rồi chúng ta thực hiện cuối cùng thì nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cuối cùng thì chúng ta cũng từ đó chúng ta làm chủ được cái tuổi già, rồi làm chủ được cái bệnh tật, rồi làm chủ được cái sống chết của chúng ta. Thì như vậy là rõ ràng là những cái điều kiện mà các pháp mà Phật dạy chúng ta đều nhập vào cái chỗ giải quyết cho sự đau khổ của chính mình. Nhưng chúng ta đòi hỏi hiểu cái sâu xa hơn, có hay là không có, thì chúng ta đã đòi hỏi một cái quá sức hiểu biết của mình. Mình hãy nỗ lực tu tới đó, và đồng thời theo thầy nghĩ như quý Phật tử, chúng ta không cần hiểu cái đó, mà chúng ta chỉ cần làm sao mà giải thoát được bốn cái đau khổ mà mỗi con người mang cái thân này đều phải khắc phải ở trong lòng của mình. Thì cái hay nhất là chúng ta phải giải quyết nó thật. Rồi giải quyết rồi thì chúng ta sẽ biết được cái gì mà chúng ta cần biết. Vì lúc bây giờ chúng ta không còn nằm ở trong cái trí hữu hạn nữa, mà chúng ta đã có cái trí vô hạn. Từ đó chúng ta sẽ hiểu về phía sau của nó. Cũng như có người nói có đầu sống sau khi chết, thì cái đó là sai. Bởi vì chúng ta làm sao có cái trí mà hiểu biết rằng cái phía sau cái sự chết của chúng ta lại có cái đầu sống. Nếu mà chúng ta không có đủ cái trí đó thì chúng ta phải tưởng mà hiểu mà thôi. Cho nên người ta nghĩ rằng có đời sống sau khi chết tức là phải có linh hồn. Mà nếu có linh hồn thì tức là có một vật thường an. Mà một vật thường an thì như vậy là đạo Phật là tuyên bố là đạo vô ngã. Như vậy là cái kiếp đó sẽ làm phản lại cái giáo lý, cái đạo Phật mất đi rồi. Nó thành ra cái đạo Phật. Nếu cái kia đúng thì đạo Phật sai. Nếu cái kia mà có linh hồn thì đạo Phật là sai. Mà nếu mà đạo Phật mà đúng thì cái kia phải là sai. Cho nên ở đây chúng ta thấy đạo Phật mục đích của ta dạy cho chúng ta thoát cái khổ thì đó là đúng. Nhưng mà nói về siêu hình thì điều kiện Đức Phật đã xác định rằng nếu mà có những cái siêu hình như vậy, có cái tròn vậy thì đạo Phật không đúng rồi. Mà không đúng thì tức là chúng ta sẽ không giải quyết được bốn nỗi khổ chúng ta. Còn lần này chúng ta giải quyết được bốn nỗi khổ thì chắc chắn là cái kia phải sai, không đúng rồi. Cho nên thầy có nhắc cho quý Phật tử, Đức Phật một hôm Đức Phật trong cái hộp trứng đó thì Đức Phật lấy một ít chất bỏ trong móng tay của mình, rồi mới nói nếu mà còn một chút chiếu thức của chúng ta như đúc trong móng tay thì con người không thể giải thoát. Mà con người không giải thoát thì đạo Phật ra đời để làm gì? Cho nên do đó Đức Phật mới đạo đạo ta cũng không ra đời. Cho nên vì vậy mà Đức Phật đã thấy rất rõ là con người giải thoát được, vì vậy mà đạo Phật nên ra đời. Ra đời để giúp cho con người giải thoát, chứ không phải giúp cho con người đi tìm cái linh hồn hoặc là đi tìm cái thế giới siêu hình. Như vậy là quý Phật tử hôm nay đã được nghe thầy nói về bốn cái loại thiền mà từ lâu người ta đã xem nó là cái thứ thiền đồ bỏ. Cho nên nhiều người tu thiền mà bây giờ không biết là tu thiền để mà giải thoát mình như thế nào thì người ta chưa biết cách tu như thế nào. Hôm nay được nghe thầy nói về bốn cái thiền này, kể như là quý Phật tử là người đầu tiên được nghe cái điều kiện mà thầy đã nói.
Chứ trước kia thì chúng ta cũng nghe trong kinh điển, cũng đọc, cũng thấy đấy, Phật nói ly dục ly ái pháp, nhập vô thiền, do ly dục có nghĩ là có tập, có tứ, có hỷ, có lạc, có nhất tâm. Rồi nhập nhị thiền về diệt tập tứ, nhập nhị thiền định sanh nghĩ là nhập tâm thiền thì ly hỷ, tứ xả nhập tâm thiền, xả niệm, xả lạc, xả khổ, xả niệm sanh tịnh là nhập tứ thiền. Đó là những cái danh từ để chỉ cho chúng ta biết đó là các cái loại thiền là như vậy, nhưng mà chưa nói cách thức để mà chúng ta tu tập. Hôm nay được nghe thầy giảng dạy về cách thức chúng ta tu tập, nhưng muốn tu thiền thì chúng ta phải thực tập những cái định nào, cái loại nào để mà chúng ta nhập được cái cơ thiền, và giới luật phải thực hiện như thế nào, đạo đức con người phải tu tập như thế nào cho đúng cái giới luật của Đức Phật, tức là đúng những cái đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Rồi đến cái nhị thiền thì phải dùng cái lực định của tâm thanh tịnh mình như thế nào để điều khiển. Thì hôm nay thầy chỉ nói dùng như lý tác ý hay là pháp hướng, chứ chưa có chỉ dạy cặn kẽ cái pháp hành đó, là khi chúng ta ngồi chúng ta phải hướng cách nào và chúng ta nhắc như thế nào để cho nó thực hiện được cái điều kiện đó. Thì đây là nói về chuyên môn, về cái sự thực tập, nó không phải còn lý thuyết ở đây, cho nên thầy không nói. Cái đó là để dẫn dắt người ta tu, còn bây giờ mình nói để cho mình hiểu được cái điều này, nó phải có những cái phương pháp cách thức nó như vậy. Nhưng mà về cái thực hành thì nó đi vào cái hành động chi ly, người đó phải làm cái gì trước và hướng cái nào trước, hướng cái nào sau để cho chúng ta thực hiện được cái định đó, cái định đó. Cho nên đó là cái chuyên môn rồi. Còn bây giờ chúng ta đại khái chúng ta hiểu là chúng ta phải dùng pháp hướng, dùng chữ lý tác ý như thế nào để mà chúng ta tịnh chỉ nó mà thôi. Do tịnh chỉ được thì chúng ta nhập được cái thiền định đó, chứ không phải chúng ta cứ ngồi trong đó để mà giữ cái tâm mình không vọng tưởng rồi nó nhập vào đó được đâu. Phải đâu, tự nhiên mình như vậy. Nó phải có cái sức lực nào mà thầy gọi là thân lực, cái sức lực đó gọi là thân lực. Do vậy mà chúng ta mới tu tập mới làm chủ được, chứ nó không đơn giản như chúng ta ngồi tu thiền rồi ngồi đó tưởng thức hồn, hoặc ngồi là tưởng như mấy người mà dùng khí công, nó cũng dùng cái tưởng của họ đó. Cho nên có nhiều cái trường hợp mà người ta dùng khí công người ta trị bệnh đó, để cho mình cảm thấy như hết bệnh, nhưng cái bệnh của chúng ta là do nhân quả, làm sao ai trị hết được, không có thành lực nào mà trị hết cái nhân quả, chỉ có nhân quả trị nhân quả là hết. Đó là những cái điều mà hôm nay thầy giảng cho quý vị biết, mà chúng ta tạo cái thân nghiệp bệnh là do cái nhân quả hành động của chúng ta, thì chỉ có nhân quả mà chúng ta thực hiện đúng thì nó chuyển được cái bệnh của chúng ta có, chứ còn không có cái gì mà có thể mà làm thay đổi được cái nhân quả đó được, chỉ có nhân quả chuyển được nhân quả mà thôi. Thiền định chúng ta cũng từ ở trong cái thiền định mà ly dục cái ác pháp, tức là thiền định thiện pháp nó mới chuyển ra, chứ còn nếu mà chúng ta ở trong ác pháp mà chúng ta mà dùng thiền định chuyển thì không bao giờ chuyển được, không bao giờ chuyển được đó. Đó là cái thực tế và cụ thể, bởi vì cái luật nhân quả là luật công bằng và công lý nhất, nó là cái đạo lực đạo đức của con người trên hành tinh này, không thể mà chúng ta trốn chạy được nó khi chúng ta làm điều ác. Cho nên chúng ta tin sâu cái nhân quả chừng nào thì cuộc đời chúng ta hạnh phúc chừng ấy, vì chúng ta sẽ làm thiện không làm ác. Còn chúng ta không tin nó thì chúng ta tự làm, thì chúng ta phải thọ lấy những cái quả khổ, tự làm những hành động ác, thì cái quả khổ đó là do cái chỗ hành động ác. Chúng ta chứ không ai ban bố chúng ta, không phải ngẫu nhiên nó đem đến khổ của chúng ta đâu, mà chính chúng ta đã làm, chúng ta phải gặp lấy. Và người mà nhập được thiền định cũng phải đi từ cái đạo đức nhân quả, để nó chuyển được cái nhân quả chúng ta mới nhập được thiền định. Cho nên nó gọi là ly dục ly ái pháp, mới nhập được định, chứ đâu phải là khi không mà chúng ta nhập được định. Cho nên chúng ta cứ ngồi y ra mà chúng ta giữ cho mình nhập được định thì làm sao mà định được. Vì cái nhân quả là cái thân của chúng ta, đâu phải là chuyện dễ, khó rất là khó khăn, đâu phải dễ. Cho nên chúng ta phải thực hiện từ cái đạo đức nhân quả, thì từng tự chúng ta sẽ nhập các định, chúng ta sẽ làm chủ được bốn cái đau khổ của chính người. Chứ không phải hoài cái riêng cái pháp này mà còn có những pháp nào mà làm chủ được bốn sự đau khổ của chính người được. Thầy nói hoài bốn cái pháp thiền định này, không có pháp nào mà làm chủ được cái sự đau khổ của chính người. Mà ngoài cái mà bốn cái thiền định này thì không có ai mà đạt được tam minh, nghĩa là cái người nào mà không nhập tứ thiền, thân định trên tâm mà tâm định trên thân á, thì người đó không bao giờ người đó sẽ là hướng tâm đến tam minh được. Mà người nào mà nhập được tứ thiền, tâm định trên thân mà thân định trên tâm á, thì người này sẽ thực hiện được tâm, nghĩa là cái người nhập tứ thiền là người sẽ thực hiện được tâm. Còn người nào mà không nhập tứ thiền mà nói gọi là thực hiện được tam minh thì chỉ còn nói vọng ngữ mà thôi, hoặc là
một vài cái sự hiểu biết trong cái không gian và cái thời gian tháng gần do cái thưởng thức của chúng ta giao cảm mà biết đến cái chuyện đó, cho nên nó là tà thiền tà định, cho nên nó có một cái thành tâm đó, một cái thành tâm đó thì thời gian sẽ mất đi. Người đó ở trên núi tu hành thời gian hoặc là luyện tập đúng cách thì cái tưởng nó hoạt động, chúng ta biết chuyện quá khứ gì ra, nhưng mà quá khứ gì ra rất ngắn trong cái thời gian ngắn, biết những chuyện mà xảy ra của gia đình của chúng ta hôm qua hôm kia hoặc một tháng hai tháng hoặc một năm hoặc hai ba chục năm cũng có thể nói ra được, nhưng mà một đời hai đời ba đời thì không thể biết được. Bởi vì một đời hai đời thì nó không thể nào cái tưởng nó thu ngắn được cái thời gian đó trở lại được. Mà trong một đời chúng ta, nghĩa là lúc nhỏ chúng ta bé chúng ta như thế nào thì cái người mà có cái tưởng thông đó, cái tha tưởng thông đó, họ sẽ biết được cái sự kiện xảy ra chúng ta hồi còn bé như thế nào họ nói được. Nhưng mà cái đời nữa thì họ biết, cái đời trước nữa thì họ biết, cái tưởng thông nó không có thể mà vượt cái thời gian quá khứ dài được. Đó là có thành tâm, nhưng mà thành tâm đó thuộc về lại Phật tâm, chùa chú, thuộc về lại người dùng thiền tưởng mà có thành tâm đó, cho nên nó không phải là chánh đạo. Còn cái thành tâm của đạo Phật do ly dục ly ác pháp, cho nên cái tâm mà hết tham muốn rồi thì cái thành tâm đó hoàn toàn là không hại con người. Còn cái tâm mà còn ham muốn mà có thần thông mà như là những bậc mà A-la-hán thì thế giới này họ là bá chủ hoàn toàn. Bởi cái tâm dục họ còn, cho nên họ khi mà có thần thông như vậy họ sẽ sử dụng thần tâm đó, mà một cái nước nào mà không đầu hàng họ tiêu diệt nước đó liền, giết sạch con người ở đó để họ làm bá chủ ở đó. Thì đủ biết là cái tâm ham dục của chúng ta nguy hiểm khi mà nó đã có thần thông tiêu diệt đó. Cho nên một người tu mà theo đạo Phật nó có thần thông tiêu diệt đó thì tức là cái tâm dục họ phải hết. Mà tâm dục họ hết họ còn muốn làm bá chủ hoàn đầu không? Đâu còn. Nếu mà còn thì làm sao mà gọi là tâm siêu diệt? Họ chỉ còn có một tâm từ bi rất là thương xót chúng sanh, vì mọi con người đang sinh ra mang trong người bốn cái nỗi khổ, làm sao cho mọi người thoát ra nỗi khổ này. Đó là cái tâm niệm của một người mà tu đúng theo đạo Phật, lòng thương yêu của họ đối với tất cả mọi người đang khổ đau. Họ giải thoát rồi, họ sung sướng rồi, nhưng họ rất thương xót chúng sanh, mọi con người ở trên hành tinh này đang đau khổ. Cho nên thầy suy ngẫm, cho nên vì vậy rồi tìm cách thức nào để làm cho mọi người thoát khổ. Chỉ duy nhất có đạo đức của đạo Phật, không làm khổ mình khổ người. Bây giờ làm sao phổ biến được cái đạo đức này cho mọi người, đến với mọi người để giúp họ thoát khổ, họ sống hạnh phúc trong gia đình của họ, anh em cha mẹ dòng họ, vợ chồng con cái hòa thuận, không bao giờ có tiếng to làm đau khổ với nhau. Thì đó là cái đạo đức của đạo Phật để giúp cho mọi mọi gia đình hạnh phúc an vui. Đạo đức của đạo Phật giúp cho xã hội con người không chà đạp lên nhau vì sự sống, giúp thương yêu nhau, giúp đỡ nhau mà không giận dữ, không chửi mắng nhau. Thì cái đạo Phật sẽ giúp được xã hội chúng ta, con người đối xử con người giữa tình thương, mà không vì một ích kỷ cá nhân nào, thì cái đạo đức của đạo Phật thực tế và cụ thể sẽ giúp được con người. Nhưng hiện giờ như chúng ta biết, cái đạo đức đó nó chưa có, nó chưa có thành hình được, nó chưa có thành sách vở được. Lấy đâu mà quý vị đọc, lấy đâu quý vị nghiên cứu để thực hiện những hành động đó, đối xử với nhau đem lại hạnh phúc cho nhau, không làm khổ nhau. Thấy được, biết được, bây giờ làm sao? Chắc chắn là như thầy, dù là tuổi già sức yếu nhưng phải cố gắng hết mình vì những sự đau khổ của con người. Cho nên cách đây 15, 16 năm thì khi ra thất rồi tu xong, thầy ra thất rồi thời gian thầy nghĩ đến một cái khu đất để thành lập một cái trung tâm an dưỡng để giúp cho mọi người về đó được nghỉ ngơi và được học một cái đạo đức, cái đạo đức mà thầy đã thấy đem lại lợi ích cho mọi người, đem lại hạnh phúc cho mọi người. Mong rằng cái sự thực hiện đó thành tựu. Nhưng nhìn trước nhìn sau,
kêu gọi mọi người giúp đỡ mình, thì nhân sự chưa đủ, hay đào tạo một số người đem hết sức lực mình mong cho họ thực hiện được đạo giải thoát như thầy, tăng đầy đủ những đức hạnh để cùng thầy giúp cho mọi người học được những đạo đức, nhưng họ đã lạc lầm trong những phương pháp mô tu, dạy một điều họ làm một ngã, dẫn dắt nhắc đi nhắc lợi nhiều, họ chẳng nghe, nhiều khi phải đuổi họ, phải nói nặng họ, thế rồi họ buồn, họ giận, họ bỏ, họ đi, họ vào chùa khác ăn ngày ba bữa sướng hơn, ăn ngày bữa cực khổ, sống gì mà không cho nói chuyện, buồn gần chết, tu hành gì sao nổi. Thật sự ra thầy tha thiết mong cho họ chỉ sống cần 5 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm mà sống cho đúng cái hạnh của người tu sĩ, để rồi cùng thầy đem cái sức lực này mà đem cái đạo đức đó mà giúp cho mọi người thực hiện được cái sự buồn vui cho họ. Thế mà người ta cứ mãi chịu ảnh hưởng của những cái giáo pháp mà người ta đè nén đạo Phật xuống, người ta cho rằng cái giáo pháp của đạo Phật là tiểu thừa, là ngoại đạo, là phàm phu thiền, như hồi nãy thầy đã nói. Cái danh từ đó hiện bây giờ ràng ràng là quý vị đọc ở trong kinh sách Phật có hẳn hoài đàng hoàng, người ta đã gán cho nó những cái danh từ quá thấp hèn. Thầy xin nhắc lại, người ta còn xây dựng một đức Phật ở vị lai để thay thế đức bổn sư Thích Ca, lãnh đổ cái giáo pháp của đức Phật bằng một cái giáo pháp khác và bằng một giáo chủ khác, đó là đức Phật Di Lặc. Vừa rồi thầy có nghe là một số người đem truyền cái đạo Di Lặc, chứ không phải không có, họ lén lút họ đưa cái đạo đó vào, họ tuyên bố rằng thờ mạt pháp và tận thế nó sắp đến rồi, đức Phật Di Lặc sẽ ra đời lập cái đời mới, Phật giáo mới không còn cũ nữa. Như vậy là có cái mục đích là cấp mạng Phật giáo, thay thế đức giáo chủ là đức Phật Thích Ca, người đã đưa ra một cái giáo pháp mà từ xưa đến giờ các tôn giáo không có cái đạo đức đó, không có giáo pháp mà làm chủ, như thầy đã giảng về thiền định như quý vị đã nghe. Người ta còn muốn thay thế đức Phật Thích Ca, nhìn mất cái đạo Phật Thích Ca, và đồng thời xin phép nguyên thủy khi mà đức Phật Di Lặc, nghĩa là có một vị nào thực hiện có thần thông, họ sẽ đưa vị đó lên làm đức Phật Di Lặc. Từ đó chúng ta đắm mình ở trong say mê cái thần thông đó và quên đi tất cả cái giáo pháp của đức Phật Thích Ca. Từ đó người ta cho là giáo pháp đó tiểu thừa, là ngoại đạo, chúng ta không có đọc đốt phá sạch nó đi, thì chúng ta chỉ còn thấy mờ mịt trên cái thần thông của cái vị giáo chủ gọi là Di Lặc đó. Thì lúc bây giờ chúng ta xem như đức Phật Thích Ca là lỗi thời, không có hợp với thời đại, cho nên đức đạo Phật sẽ mất gốc ở trên thế gian này. Và từ đó cái đạo đức của đạo Phật không có phải như thầy đã nhắc nhở quý Phật tử như ngày hôm nay. Cho nên chúng ta thấy rằng ngoại đạo Bà La Môn giáo ngày xưa đã có cái mục đích rất rõ ràng, vậy kinh sách Đại Thừa còn ghi lại hẳn ngoài đàng hoàng cái điều đó. Nếu ai đọc chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng và rất đau lòng cho Phật giáo. Từ đó chúng ta biết rằng 2542 năm cho đến giờ, với bao nhiêu người đã tin Phật, đã thơ Phật, đã quy y Tam Bảo, mà ai là người đã thực hiện được con đường giải thoát mà đạo Phật đã giải thoát? Một cái giáo pháp rất là rõ ràng, cụ thể, phát hành cụ thể rất rõ ràng, giúp cho chúng ta bước vào tu là có giải thoát thật sự. Vì chúng ta biết đời khổ thì chúng ta đừng đắm mê cái dục lạc của thế gian này, ăn uống ngủ nghỉ, quần áo trang điểm, nhà cửa đẹp sang đều đưa chúng ta đi vào khổ đau, chứ không phải là đưa chúng ta thoát ra khổ đau. Nhưng sinh lên làm người, chúng ta phải hoạt động, phải làm dư giả, giúp đỡ cho những người khác, an ủi những sự đau khổ bất hạnh của những con người do nhân quả quá nặng. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được cái đúng cái sai, và Phật giáo sẽ bị mất đi nếu hôm nay không có tiếng nói của thầy, không có lời của thầy chỉ dành rõ một cuộc cách mạng của Phật giáo sắp đến, khi người ta tuyên bố rằng tận thế đời sẽ thay đổi và có một đức Phật Di Lặc ra đời làm lại Phật giáo. Từ đó chúng ta sẽ còn có kinh sách Đại Thừa, mà kinh sách Nguyên Thủy sẽ không còn có nữa. Lời Phật Thích Ca năm xưa bây giờ chúng ta không tìm lại được nữa. Người ta đã dự định tiêu diệt lâu lắm rồi, nhưng vì không tiêu diệt nổi thì nhân duyên của chúng sinh còn có duyên với Phật Pháp. Cho đến cuối cùng của thế kỷ này, may mắn thầy đi từ cái giới luật của Phật mà trở lại, thầy tìm thấy được cái đạo đức của đạo Phật, giúp cho con người không làm khổ mình, khổ người. Thế mà bây giờ thì
Cách đây mười mấy năm, thầy dự định xây dựng cái trung tâm an dưỡng từ thiện, nhưng không có người có, đứng ra xin phép cũng không phải dễ. Nhưng chứ thầy không nghĩ rằng phải xây cái chùa, xây cái hình ảnh của tôn giáo, mà thầy nghĩ rằng xây dựng những cái mái nhà nho nhỏ gọn để cho mọi người được nghỉ ngơi, dùng khí hậu tốt ở đâu biển như ở Phước Hải. Khu đất ở đó thầy có 20 mẫu đã mua ở đó để xây dựng cái trung tâm an dưỡng, để giúp cho mọi người Phật tử, mọi người về được nghỉ. Thầy nấu cơm ở đó khỏi tốt nhau, được tắm biển, được nghỉ ngơi khỏe khoắn trong một tuần hoặc một tháng hoặc hai tháng. Thầy sẵn sàng nuôi hết cái điều sống đó cho Phật tử, để Phật tử được ở đó vừa nghe thầy nói về đạo đức, giảng từ cái hành động đối xử nhau, để đem lại một cuộc hạnh phúc an vui cho kiếp sống của chúng ta quá khổ đau. Thế mà thầy cố gắng hết sức mình cho đến bây giờ tuổi già sức yếu mà chưa làm được, thầy đã viết lại cái phương án đó để xin phép rất rõ ràng và cụ thể. Đến giờ này chưa thực hiện được, nhưng cái hoài bão đó thầy nghĩ rằng đệ tử của thầy sẽ tiếp tục làm cái điều này, và để giúp cho con người trên hành tinh này, không riêng gì đất nước Việt Nam có đạo đức tốt đẹp đó, mà cả mọi con người trên hành tinh này đều hưởng được cái đạo đức của đạo Phật. Cho nên hôm nay quý Phật tử được duyên mà về nghe thầy nói từ cái đạo đức của đạo Phật cho đến thiền định của đạo Phật thực tế và cụ thể, phải làm được như vậy. Nhưng tiếc gì không ai hiểu thầy, không người tin tưởng thầy, cho nên sự làm việc rất là khó. Nhiều người ở trong Phật giáo thấy cái sai, tin tưởng nơi thầy nói, nhưng cũng còn nghi ngờ chứ chắc thầy đã làm nhập được các định. Sự thật không phải nhập không được các định, nhưng không thể làm cái trò ảo thuật đó đối với Phật tử, mà phải thực hiện được cái đạo đức cuộc sống của mình thì nó mới thực tế cụ thể. Luôn luôn thầy nghĩ rằng cuộc đời của thầy từ khi mà tu hành theo đạo Phật cho đến khi hoàn tất được tâm thanh tịnh của mình, thầy không làm khổ người nào, luôn luôn sống tùy thuận, nhẫn nhục, bằng lòng mọi hoàn cảnh, mọi sự việc, làm sao giúp được người giải thoát được như mình, đó là cái ao ước và nguyện vọng của thầy nhất. Nhưng đến giờ này thầy chỉ nghĩ rằng thầy thấm dân khi về thăm thầy cũng là có cái duyên với Phật tử ở trong đất, thì về đây để mong đem lại những cái đạo đức, cái thiền định thật sự của đạo Phật đã bị chôn dập và vùi dập mất. Người ta có bao giờ dạy chúng ta thiền tứ thiền bao giờ? Người ta đâu có dạy chúng ta những đạo đức nhân quả không làm khổ mình, khổ người bao giờ? Quý Phật tử đã từng bị nghe thuyết pháp mà có bao giờ nghe được những cái đạo đức này đâu, mà có bao giờ nghe được cái sự thiền định làm chủ như vậy đâu. Hôm nay quý vị đã có duyên đã nghe được thầy nói những cái thiền định thật là thật lực, làm chủ được sự sống chết mình, làm chủ được bệnh tật khổ đau mình như vậy, thì còn một cái pháp gì mà quý giá bằng? Chúng ta lấy vàng bạc châu báu mà chấp nhập cả tam thiên đại thiên này mà đổi cái pháp đó có đổi được không? Quý vị có thấy được không? Hàng vạn hàng triệu người ở trên đất nước Việt Nam này, ai đã được nghe những cái lời dạy như ngày hôm nay mà quý vị được nghe? Quý vị là người, các người, quý vị là những người có duyên phước rất lớn, được nghe được chánh giáo pháp của Đức Phật, mà ngày xưa Đức Phật cũng do từ pháp môn này đã thực hiện được. Do đó khi thực hiện được giáo pháp này, Đức Phật đã đảnh lễ, đã quỳ xuống đảnh lễ: ta hãy đảnh lễ giáo pháp này là thầy của ta dạy, ta đã dạy thoát. Cho nên cái bài kinh đó rõ ràng là Đức Phật đã ghi lại cái lòng tôn kính của Đức Phật đối với cái pháp mà Đức Phật đã tự tìm ra, đã giúp mình thoát ra cái kiếp làm người khổ đau. Cho nên khi ngài lấy giáo pháp đó mà truyền lại cho chúng ta, và ngài di chúc lại các thầy tỳ kheo hãy lấy giới luật và giáo pháp ta làm thầy, đừng lấy ai làm thầy, đừng lấy ai làm chỗ nương, mà hãy lấy giáo pháp và giới luật làm chỗ nương tựa, làm thầy mình. Lời di chúc đó mà đến hôm nay lời đó vẫn còn mãi mãi. Thế mà chúng ta có giữ gìn được giới luật, có giữ gìn được cái giáo pháp đúng đó mà tu hành không? Hay là chúng ta đã tu theo pháp của ngoại đạo? Hiện giờ quý vị có nhiều Phật tử đã tu thiền, đã tu, đã nghe pháp rất nhiều. Hành động của quý vị có nghe đúng những cái lời dạy của Đức Phật không? Có đúng cái lời giáo pháp này không? Nếu đúng tức là của Phật, mà nếu quý vị không đúng tức là đạo, thành cái giáo pháp của ngoại đạo.
đã thay thế, đã che đậy tất cả những giáo pháp của Phật và tính sắp sửa lật đổ Phật Thích Ca. Một ngày nào đó trong chùa chúng ta còn thờ Phật Đức Di Lặc mà Đức Phật Thích Ca chỉ để ở nè, coi như là chúng ta thờ vị Phật như chúng ta thờ Quán Thánh Lý Quân, như bà Chúa Sứ, bà Chúa Tiên, Chúa Ngải nào đó. Đó là sau này chúng ta sẽ làm cái bàn thờ rất nhỏ để một bên của thờ Đức Phật Thích Ca, coi như là chúng ta nhớ cái hình ảnh đó cũng như cái di tích vậy thôi, chứ còn chúng ta không phải là đứng giáo chủ, đứng bậc thầy của chúng ta. Đó là ngày mai chúng ta sẽ thấy nó đưa về đó, trong chùa chúng ta sẽ thấy nhiều. Thì không phải gì, tại vì quý thầy làm lạ, quý thầy tưởng như vậy, thì quý thầy cũng đặt như vậy mà thôi. Rồi đời này qua đời khác thì nó quên mất đi Đức Phật Thích Ca. Nếu không có thầy nhắc đi nhắc lại cái chánh pháp để thực hiện được như vậy, cái đạo đức được như vậy, thì ngày mai này Đức Phật Thích Ca sẽ mất. Vì quý vị có nghe Đức Phật Di Lặc chứ không phải mà kinh sách Đại Thừa, quý vị có tụng đọc về cái tên Di Lặc này chứ đâu phải không? Đó là cách thức người ta đã sắp đặt để người ta lật đổ Phật giáo. Hôm nay thầy tuyên bố một cách thẳng thắn như vậy, chứ không phải còn cái gì nữa. Lẽ ra tôn giáo chỉ có một đấng giáo chủ, không phải hai ba đấng giáo chủ. Thì phải hiểu được như vậy là cái thâm ý của những ngoại đạo, người ta đã biết Phật giáo chúng ta dần dần mất gốc rồi. Nếu mà không có thầy móc ra thì kể như là người ta sẽ quên mất những giáo pháp này. Người ta chỉ đọc nói ban lại Phật trời đạo, tứ diệu đế bằng cách này cái khác hờ hợt, thì nghe nó mà chơi, thì chúng ta thực hiện những cái không phải của đạo. Vậy thì hôm nay quý Phật tử còn có thấy những gì mà không hiểu về Phật pháp, xin vui lòng mà hỏi thầy. Vì ngày mai ngày mốt thì thầy có thể thầy trở về trụ xứ của thầy, không còn cái duyên mà tiếp tục tiếp xúc với quý Phật tử nữa. Vì vậy mà thầy ước mong có ngày nào có đủ duyên gặp lại, thầy không còn thuyết giảng nữa, mà thầy sẽ chỉ dạy quý Phật tử sống như thế nào, thực hành như thế nào để đem lại nguồn an vui hạnh phúc, một cái đạo đức giải thoát cho quý Phật tử. Thì cái điều đó ngày mai quý Phật tử gặp thầy là thầy dạy cái hạt, chứ không có lý thuyết. Bởi vì lý thuyết nó chẳng đi đến đâu, chỉ có hạt nó mới giúp chúng ta được giải thoát mà thôi. Thì hôm nay quý vị có duyên phước nghe thầy, thì ai thì có cái gì thắc mắc cứ hỏi thầy, để cởi mở tâm hồn của mình để cho mình hiểu được đạo Phật như thế nào đúng. Có một vị Phật tử hỏi thầy, con người có bản ngã hay không? Đúng là đạo Phật con người không có bản ngã, vì do không có bản ngã cho nên nó mới tu giải thoát. Có bản ngã là tu không giải thoát. Chúng ta vì chấp ngã cho nên người ta nói một lời nào đó mình giận, mình sân là vì mình chấp ngã, cho nên có bản ngã là không thể giải thoát. Vì vậy mà Đức Phật đã thấy rõ được các pháp ở trong thế gian này do duyên hợp mà có, chứ không có bản ngã. Nó hợp lại rồi nó tan hoại, cho nên nó đâu có cái gì mà thường hành mà gọi là bản ngã. Đó là trả lời cái câu hỏi thứ nhất. Nếu có thì làm sao diệt bản ngã? Nếu có thì chúng ta không diệt được, bởi vì có cái vật thường hành. Vì chúng ta đây là chúng ta lầm chấp nó là cái ngã, cho nên Đức Phật thì dạy cho chúng ta hiểu để chúng ta hết lầm, chứ không phải nếu có thì diệt nó không được. Nó đã có một cái sự thật, nó có một cái bản ngã thật thì không có pháp nào diệt nó được hết. Nó không có diệt được, mà vì nó không có, do chúng ta lầm hiểu nó có, chúng ta chấp lầm, cho nên Đức Phật mới chỉ cho chúng ta biết đây là cái thân của chúng ta này, là cái ngũ quẩn, nó sắc thọ tưởng hành thức, năm cái duyên này nó hợp lại, nó làm cái thân của chúng ta, chứ nó không có cái bản ngã trong đó, gọi là vô ngã. Vì vậy mà chúng ta hiểu được, chúng ta thấu rõ được, cái lý nó như vậy, chúng ta thấu suốt được, cho nên chúng ta không chấp ngã, từ đó chúng ta không còn giận hờn nữa, hay nó không còn đau khổ nữa, gọi là vô ngã nó mới. Còn nếu có ngã thì nó không có, cho nên nếu mà nó có ngã mà diệt ngã thì chúng ta diệt không hết được, chúng ta không làm sao diệt được, vì nó không ngã cho nên chúng ta mới có giải thoát. Còn không thì tu hết khổ được không? Nếu mà nó không ngã thì tu hết khổ, nghĩa là hoàn toàn là Đức Phật xác định là nó không ngã, cho nên chúng ta sẽ tu hết khổ, coi như là chúng ta giải khổ hoàn toàn. Và cái người mà hết khổ mà hết tham sân si tiền nào, thầy bằng chứng là thầy đã làm được việc đó. Còn nói về thành sao thì thầy làm được gì hết, nhưng mà cái mà hết giận hờn thì nào ai chọc ghẹo thầy gì thì thầy không giận hờn, cái đó thầy làm được. Đó là thầy biết rằng hỏi thầy là câu này rất đúng, có hết khổ hay không? Nếu mà nó không ngã mà bây giờ chúng ta tu nó hết khổ hết, cái đó là hoàn toàn đúng là lời Phật nói không có ngã. Chúng ta đều hiểu biết, chúng ta thực hiện như chúng ta nhắc chúng ta quán cái tâm vô ngã, hoặc là hít vô tôi biết tâm tôi vô ngã, hoặc là hít vô tôi biết tâm tôi vô ngã,
là do mình nhấn mạnh mình hướng tâm như vậy á, nó thành ra một cái lực của nó, từ đó nó là thật sự nó không vô ngã, là tại vì từ lâu mình lập chấp, nó thành một cái lực lập chấp, là do đó nó dễ sân giận, họ phiền não và cứ lo cho mình là bị chấp cái ngã. Do khi mình hướng tâm mình nhắc thì lâu ngày nó thành một cái lực vô ngã, vô ngã vì chính nó thật sự là vô ngã. Mà bây giờ thì mình hiểu, nhưng mà mình chưa thật sự đủ cái lực để mình dẹp cái lực của mình đã làm chấp vô ngã. Cho nên tu một thời gian sau thì cái làm chấp này nó sẽ bị quét sạch đi. Rồi từ đó thì mình thấy mình muốn còn. Mà mình không có ngã thì người ta chửi mắng mình hết giận rồi. À, đó là nó hết còn. Đó là thầy trả lời cái câu của Phật tử hỏi. À, thế đó có người hỏi thầy. À, có người Phật tử hỏi đạo đức nhân quả có từ hồi nào? Bởi vì cái đạo đức mà nhân quả nó sinh ra là do từ cái môi trường sống của chúng ta. À, cho nên nói rồi, môi trường sống của chúng ta là vô minh. Bởi vì muốn hỏi cái này là cái điểm cao nhất. Bởi vì ví dụ như nói bây giờ có cái ngã, hỏi gì chứ cái ngã đó do ai sanh? Rồi chúng ta hỏi hoài thì người đó nói riết rồi không còn chỗ trả lời được. Thành ra cái hỏi nó cũng đã sai. Bởi vì cái trí hữu hạn của chúng ta mà tìm hiểu cái vô hạn thì chúng ta làm sao chúng ta hiểu được. À, cho nên hồi nãy thầy nói nếu mà chúng ta chấp thường thì có cái có thì tức là nó sai, mà chấp đoạn thì nó cũng là sai. Cho nên ở chỗ này rất là khó nói, bởi vì cái trí của chúng ta không thể hiểu cái mà chúng ta hiểu, mà bây giờ buộc lòng chúng ta phải giải thích nó để mà cái không hiểu, mà cái trí không hiểu mà để cho nó hiểu thì nó thành tưởng mất đi. Cho nên Phật nói chúng ta hiểu bây giờ những cái điều mà chúng ta không hiểu mà chúng ta hiểu đó là tưởng tri chứ không phải liệu tri. Cho nên ở đây thầy muốn nói đạo đức nhân quả nó có từ hồi nào, nghĩa là cái khi mà nó có cái nhân quả thì cái con người chúng ta mới từ đó nó mới xây dựng theo cái lực cái lộ trình của nhân quả mà chúng ta xây dựng để mình chặn đứng được những cái mình chặn đứng được những cái ác pháp, để tạo được cái lộ trình thiện pháp để đời sống chúng ta được hạnh phúc, được an vui. À, cho nên do cho chúng ta cũng khoan theo cái lộ trình của nhân quả mà chúng ta mới biết được cái đạo đức như thế nào. Vì nói nhân quả thì có thiện có ác cái gì. Cho nên con người chúng ta nó có cái trí tuệ, cái đầu óc của chúng ta nó có sự suy tư, bắt đầu chúng ta thấy khổ. À, do đó chúng ta mới tìm hiểu ra được cái khổ đó. Mà hỏi nó từ ở đâu nó sinh ra thì rõ ràng là cái nhân quả này nó phải từ ở trong nấm đá nó sinh ra, cho nên nó vô minh. Cho nên nó nếu mà nó không minh thì nó sinh ra thì nó hoàn toàn thiện, thì nó đâu có khổ. Cho nên nó vô minh nó mới có ác có thiện, nó không hiểu cho nên gọi là vô minh. Vậy thì từ ở trong đống rác mà sinh ra, rõ ràng là cái môi trường sống mà thầy muốn nói đống rác. Bây giờ chúng ta đem một cái đống rác chúng ta đặt đó đi, rồi bắt đầu mưa, nước mưa nó ẩm nó rác cho nó mục, rồi một cái thời gian chúng ta lật ra chúng ta thấy những cái loại sinh, cái loại mà côn trùng nó ở từ ở trong đó ra. Nó không phải nó ở trong cái môi trường sống đó. Cũng chẳng hạn bây giờ nếu mà cái môi trường sống của chúng ta, cái không khí này, cái bầu không khí này nó không phù hợp với cái cơ thể của chúng ta thì chúng ta không sinh ra được. Cho nên nó có những cái hành tinh mà không có loài người sinh ra được là tại vì cái môi trường sống ở đó không có. Cho nên tất cả những cái luật nhân quả này mà Đức Phật gọi là vô minh, vô minh sinh hành thành sinh thức, là do nó từ cái vô minh đó thì nó làm sao minh được. Chứ đâu phải nếu mà có một cái đấng nào đó hoặc là có một cái trời nào đó là chúng ta thực hiện đây thì tức là chúng ta phải minh rồi. Mà đã minh thì không bao giờ mà chúng ta vô minh được. Hãy minh mà nói làm sao vô minh được, nó không khen vô được. Mà chỉ từ cái đống rác nó mới vô minh. Cho nên từ cái đống rác, cái môi trường sống nó xuất hiện ra cái loài động vật, là cái môi trường sống nó có tạo ra được cái sự sống. Cho nên nó mới có sinh ra cỏ cây, mới sinh ra loài vật. Do đó thì loài người cũng là một loài vật. Cho nên từ cái môi trường sống nó mà sinh ra. À, mà sinh ra thì từ cái môi trường sống đó thì nó không phải có thiện ác chứ không thể nào đâu. Mà bây giờ mà muốn mà rõ được á, thì như vậy là rõ ràng là Đức Phật từ đó, từ trước tới bây giờ, trước Đức Phật nó có cái đạo đức nhân quả rồi, nó có cái nhân quả rồi, chứ không phải là đạo Đức Phật mới có. Nhưng mà Đức Phật đã vạch ra cái nhân quả, cái đạo đức nhân quả nó rõ ràng và cụ thể. Nhưng cái tôn giáo khác người ta cũng biết nhân quả, tức là thiện ác người ta cũng biết hết rồi, nhưng mà nó không vạch ra được cái đạo đức. Đến Đức Phật ổng đã vạch ra được cái đạo đức. Cho nên chúng ta muốn thấy được đạo Phật nó dạy chúng ta không làm của mình của người thì đó là nó đúng là từ đạo Phật. Chứ còn các tôn giáo khác thì không có dạy cái đạo đức không làm của mình của người. Như Khổng Tử dạy chúng ta tam can ngũ đường nhân nghĩa lễ trí tín, chứ đâu dạy mà chúng ta không làm của mình của người. Cho nên cái hành động và đạo đức của Nho giáo là hành động Khổng Tử. Vì vậy mà cái hành động của Quan Âm Thị Kính á, như thầy đã nói, đó là hành động của đạo đức Nho giáo chứ không phải đạo đức của Phật giáo.
đối với đạo đức của Phật giáo, cái đạo đức của Nho giáo đó là phi nhân quả, phi đạo đức của đạo. Bởi vì mình lập thân mình không nói để cho người ta hiểu rằng người ta đánh đập mình, chứ Phật nó để cho người ta hiểu người ta chữ mã của mình là thầy tu hành mà thầy còn cũng hành động như vậy, hoặc là chú tu hành mà chú còn làm như vậy, chú đi tu làm gì? À, ta giữ mắng thì tính như vậy. Chúng lúc bây giờ người ta giữ mắng thì thứ nhất là bị tính làm tính là tạo cho người ta làm điều ác. Mà nhưng mà như vậy người ta cắt mình ra, người ta đánh mình nữa, người ta nói mình làm như vậy. Cho nên do vì vậy đó mà chúng ta thấy rằng cái đạo đức của đạo Phật không chấp nhận, là vì mình đã làm khổ mình mà làm khổ người, làm cho người làm ác thì tức là người ta sẽ giai trả cái quả ác đó. Cho nên cái đạo đức nhân quả không chấp nhận cái hành động của quan thị kính. Thì ở đây chúng ta phải thấy rằng thì nhân quả nó từ cái đất rác mà nó sinh ra, do nên nó phải có thiện có ác. Không thể nào mà có một cái người nào mà người ta là có đấng Ngọc Hoàng hay Thượng Đế hay là một đấng tạo hóa nào mà sinh mình ra, thì họ phải sinh con người mình tốt chứ sao lại họ sinh con người mình như thế này. Thì như vậy là cái đấng Ngọc Hoàng mà đấng tạo hóa như vậy đó, thì nó không phải là cái con người. Mình sinh con quý vị mà đẻ sinh ra một đứa con, quý vị muốn thông minh hay là muốn nó ngu, quý vị nói đi. Thì ông Ngọc Hoàng ông sinh chúng ta ra là con của Ngọc Hoàng thì phải là tốt, chứ sao lại con Ngọc Hoàng gì mà giận dữ vậy, gì mà như đất đạo vậy, phải không? Quý vị thấy khi mà chúng ta giận dữ con phải như là chúng ta dữ không? Giết người chúng ta cũng dám lắm chứ, phải không? Đó chứ không lẽ là con Hoàng gì mà dữ gì mà ông sinh mình ra bây giờ ông để cho mình dữ đợn vậy? Thì đâu phải, mình sinh con mình ra mình cũng muốn con mình nó phải thông minh, nó phải hiền lành chứ. Mình đâu có muốn con mình như cọp, phải không? Rồi mình là cha mẹ vậy thì ông Ngọc Hoàng là cha mẹ mình hay là đấng tạo hóa nào mà gọi là cha mẹ mình giảng năng mà sinh con người ra thì phải vậy, phải thương con mình chứ. Sinh con người ra mà muốn nó là con thú như vậy thì sinh nó làm gì? Như vậy là công quan gì? Thầy lôi xuống với thầy chơi cũng cho ngồi xuống ghế rồi được, phải không? Phải nói mạnh như vậy á mới là xác định được cái nghĩa lý của Ngọc Hoàng. Một ông cha mà chúng ta là con của Ngọc Hoàng mà chúng ta làm như vậy thì đâu được. Cũng như bây giờ chúng ta phải hiểu như vậy á, vì do đó mà chúng ta từ cái chỗ mà cái môi trường tắm nó sản sinh chúng ta ra. Cho nên chúng ta vô minh, do vô minh chúng ta mới lầm chấp, chúng ta mới không hiểu rõ. Vì vậy mà chúng ta lầm chấp tưởng cái thân mình là cái ngã, tưởng mọi vật xung quanh là những vật của mình, nhưng không ngờ mình có giữ nó được đâu. Một cái nhà này tốt, mai mốt thời gian nó hoại diệt rồi mình lại tốt nữa, và cứ như vậy mà nó làm khổ mình. Do như vậy mình lầm chấp cho nó là cái thật có, cuối cùng thì nó không thật có, cái gì nó cũng hoại diệt hết. Trong thế gian này không có cái gì mà nó thường hàng được. Cho nên đạo đức nhân quả phải nói rằng từ Đức Phật mà có, chứ không phải có trước. Nhưng nhân quả có là phải có trước Đức Phật. Vì khi Đức Phật tu rồi thì Ngài rõ ràng là Ngài thực hiện cái đạo đức nhân quả. Người ta muốn nghe Phật thuyết pháp rồi mà xin vào tu thì Đức Phật không cho đi. Cha mẹ không bằng lòng thì không nhận, mà cha mẹ bằng lòng thì nhận. Người có tu đạo có vợ chồng rồi mà chồng cũng đi tu thì vợ phải bằng lòng thì Đức Phật nhận, mà vợ không bằng lòng thì Đức Phật không nhận. Đó là cái đạo đức làm người hẳn hoàn, cái đạo đức nhân bản rõ ràng không thể nào mà sai được. Đạo đức của đạo Phật ra đời thì chúng ta thấy ngay từ khi mà Đức Phật nhận người vào tu, mà chúng ta lại thấy Đức Phật ngày xưa mà Ngài đi tu, Ngài bỏ cha bỏ mẹ, Ngài bỏ ngay già cha mẹ là vợ con, vợ mới sinh Ngài bỏ Ngài đi tu, thì coi đương nhiên như đạo đức của đạo Phật không còn có. Nhưng mà đến khi mà Ngài làm giáo chủ, cái đạo Phật có mặt trong thế gian thì bắt đầu có đạo đức. Rồi là ai đi tu mà làm khổ người khác là không được, phải không? Biết chỉ đọc lại kinh sách của Phật phải có rõ ràng, rất rõ ràng. Cho nên vì vậy nó có cái đạo đức hẳn hoi. Trước Phật có đạo Phật không? Không có. Có nhân quả chứ không có đạo Phật. Cho nên do đó Đức Phật muốn tu là cái ham muốn của mình, mình muốn giải thoát, cho nên bỏ cha bỏ mẹ khỏi chuyện tệ. Thì mình tu xong rồi mình về mình đọa, biết xong được không? Cũng như quý vị bây giờ giận cha mẹ mình cái bỏ vô chùa tu, như vậy là mình làm khổ cha mẹ mình. Mình phải làm sao cho nó xứng đáng chứ. Đó là những cái đạo đức của con người mà chúng ta chưa thực hiện được thì chúng ta đừng có mơ mộng cái gì cao siêu. Hôm nay thầy trả lời để thấy rõ ai sáng tạo lập. Thầy trả lời đạo đức nhân quả là do Đức Phật đã sáng lập ra cái đạo đức đó.